Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của Hắc Ám Tây Du tập 10. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Mà cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không cũng là thủ nhỏ chỉ còn gấp 5 lần người bình thường. Đó là bởi vì cùng một cao thủ như Ngọc Đế tranh đấu cũng không phải là hình thể càng lớn càng tốt. Thân thể càng lớn liền sẽ sơ hở càng nhiều, chỉ cần một sơ hở nhỏ liền có thể dẫn đến mất mạng. Nhưng là Lão Trư lại là lần đầu tiên có được phép lực bằng bạc như vậy, biến trở về bản thể, cho nên trường khống pháp lực còn chưa thuần thục. Vì vậy Tôn Ngộ Không mới phải trợ giúp. Cùng lúc đó ở chỗ đám người Đường Tam Tạng cũng phát sinh biến hóa lớn. Ta còn tưởng rằng là cao nhân phương nào dám đi thu ma, thì ra là tên hòa thượng ngươi, Kim Thiên Tử Đường Tam Tạng, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây, xem ra thập thế nghiệp lực kia cũng bất quá chỉ là như thế. Thông Thiên Lão Đạo nói ra với giọng âm là quái khí, xem ra thí chủ cũng biết rất nhiều, vậy mà biết được sự tình về nghiệp lực của ta, chỉ là không biết thí chủ có biết độ hóa hoa này của ta chăng. Dứt lời, một đóa hoa màu trắng nhạt đột nhiên là cũng hiện ra, vây quanh Đường Tam Tạng càng không ngừng xoay tròn. Nhìn kỹ lại phát hiện hoa này đúng là đang chậm rãi nở rộ, tàn lụi, lại nở rộ, cứ như thế liên tục biến hóa. Độ hóa hoa mặc dù thần kỳ nhưng lão đạo ta cũng không sợ nó. Tuy lời này nói ra rất kiên cường, thế nhưng trong mắt Thông Thiên đã có một tia ngưng trọng, vẫn là bị Đường Tam Tạng phát hiện. Lúc đầu hai người Thông Thiên giáo chủ đã chiếm hết thượng phong, lại bởi vì Đường Tam Tạng xuất hiện mà lâm vào tình thế giằng co. Song phương đều có điểm cố kỵ, ai cũng không nguyện ý thật sự phải liều lên tính mệnh. Thông Thiên hai người là thật không muốn, mà Ngưu Ma Vương bọn người lại đối phương, dù sao tam thanh xưng hào không phải là giả. Thế cục trong sân liền lộ ra vô cùng vi diệu, Bồ Đề Lão Tổ cùng bản thể Bồ Đề Thu áp chế Thông Thiên. Thế nhưng là Thông Thiên tuy áp chế, không thể di động, lại vẫn có một tia dư lực. Mà Thái Thượng Lão Quân cầm trong tay lò bát quái, cùng 6 người Ngưu Ma Vương giằng co. Mặc dù nhìn Thái Thượng Lão Quân khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế ông ta cũng không dám xuất thủ lần nữa. Không có thiên ma, Lão Quân chỉ có thể dùng lò bát quái công kích. Nếu như lò bát quái rời khỏi người, bên kia Trấn Nguyên Tử thừa thế ra tay, vậy hắn liền không có pháp bảo phòng thân. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân đối với lực lượng phòng ngự của bát quái tiên y đang mặc trên người rất có tự tin, thế nhưng là cũng không dám mạo hiểm để nhánh thân sâm quả thu của Trần Nguyên đánh trúng, huống chi còn có độ hóa hoa của Đường Tam Tạng đang xoay tròn trực chờ tấn công. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân không dám ra tay, thế nhưng là 6 người Ngưu Ma Vương cũng rất xấu hổ. 6 người hợp lực xuất thủ, mặc dù có thể uy hiếp Lão Quân, thế nhưng là có thần hòa của bát quái hộ thể, 6 người cũng không làm gì được. Mà lại vạn nhất, nếu bị thần hòa dính vào người thì chính là thần tử đạo tiêu, còn Trấn Nguyên Tử cũng không dám xuất thủ trước, bởi vì bên cạnh hắn còn có Nhị Lang Thần. Mặc dù Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không va chạm đã bị thương nhẹ, thế nhưng là ai không dám xem thường hắn. Trước đó Nhị Lang Thần không có xuất thủ, đó là bởi vì Thái Thượng Lão Quân sử dụng Dục Hỏa Thiên Ma chiếm hết thượng phong, không cần thiết xuất hiện, lại không bằng tranh thủ thời gian hồi phục thương thế. Vạn nhất Trấn Nguyên Tử mượn tay thì Nhị Lang Thần tất không thể khoanh tay ngồi nhìn. Về phần Đơn Tam Tạng, kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, chuyện của mình thì tự mình tự biết. Độ hóa hoa này Đơn Tam Tạng mới vừa vào luyện hóa không bao lâu, thu lấy 6 đầu thiên ma đã rất miễn cưỡng. Dù sao này thiên ma cũng là bản lĩnh giữ nhà của Thông Thiên giáo chủ, nào có thể dễ dàng như vậy liền bị độ hóa. Chỉ có điều tất cả mọi người đều bị độ hóa xuất hiện làm chấn kinh, mà không kịp bình tĩnh thể phát hiện. Bây giờ độ hóa hoa này cũng là phòng thủ do dư nhiều tấn công không đủ. Thế là cứ như vậy một màn lúng túng xuất hiện, phía Đường Tam Tạng kỳ thật cũng không sao ruột, bởi vì bọn họ đối với Tôn Ngộ Không rất có lòng tin. Tam thanh mạnh nhất thiên đình bây giờ thì có hai người đã bị ngăn cản ở đây, còn lại một vị kia theo tin tức chuyển đến hiện tại cũng không có ở trong thiên đình. Huống hồ những chiến tướng nổi danh của thiên đình nếu không phải bị yêu tộc ngăn chặn chính là đã trở thành nội ứng, cho nên đối thủ của Tôn Ngộ Không cũng liền chỉ còn lại Ngọc Đế, mà lại có chút ân oán, vẫn là phải Tôn Ngộ Không tự tay giải quyết. Những biểu hiện của họ có thể giúp cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng có ý tứ chính là Thông Thiên giáo chủ một phương cũng lộ ra thoải mái nhàn nhã, tự hồ cũng không vì an nguy của Ngọc Đế mà sốt ruột, về phần nguyên nhân liền không thể biết được. Giằng co như vậy, song phương cũng đều nhìn ra, nếu như mà không có thêm lực lượng mới gia nhập vào vòng chiến thì đều không thể làm gì được đối phương. Thế là Trấn Nguyên Tử liền mở miệng. Thanh Tăng, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Như lại hắn không phải. Đường Tam Tạng thoải mái cười một tiếng nói.
Ha ha, Trấn Nguyên đại tiên nói không sai, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hiện tại Bần tăng hẳn là đang ở phía dưới Cửu U, bị thập thế nghiệp lực quấn quanh, bị Cửu U chi khí tận diệt một thân Phật lực. Làm sao lại như vậy? Thánh tăng, ta nghe hầu tử nói ngài không phải đi xuống địa phủ tìm Tây Lương nữ vương kia rồi sao? Như thế nào lại là Cửu U chi địa? Ngưu Ma Vương bởi vì sự tình thỉnh kinh năm xưa cùng với Đường Tam Tạng có mấy phần giao tình, điều này nói ra rất dài dòng. Nguyên lai năm đó trên đại hội Pháp Vu Lan Bồn, Như Lai giảng kinh đã từng nói, ta tức là Phật, Phật tức là ta. Dưới điện chúng ta không một ai phản đối, cũng chỉ có nhị đệ Tử Kim Thiền Tử của Như Lai đưa ra chất vấn. Kim Thiền Tử phản đối nói, Phật tức là thiên hạ chúng sinh đều là Phật, chúng ta bất quá cũng chỉ là niệm tưởng của chúng sinh, nếu không có chúng sinh cũng không có chúng ta. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, mà Như Lai cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Tuy nhiên Như Lai dù sao cũng là Phật tổ, mặc dù trong lòng giận dữ nhưng cũng không thể biểu thị điều gì, chỉ nói một câu, Kim Thiền Tử có Phật ý của riêng mình đúng là khó được khó được. Và một ngày, trăm năm Vu Lan Bồ Đại Hội, Như Lai bỗng nhiên triệu Kim Thiền Tử vào yết kiến. Trên Đại Hùng Bảo Điện, Như Lai hỏi, Kim Thiền, ngươi đến chỗ ta đã bao lâu? Đệ tử mỗi ngày nghiên cứu Phật Pháp, lĩnh ngộ Phật ý, không chú ý đến thời gian, cho nên không biết đã qua bao nhiêu lâu. Vậy ngươi đã nghiên cứu ra điều gì, lĩnh ngộ ra được thứ gì? Đệ tử ngu dốt chưa? Không đợi Đường Tam Tạng nói xong, Như Lai liền ngắt lời nói, ngã Phật mênh mông vô biên, chỉ là ở trong một tòa linh sơn sao có thể ngộ được Phật môn chân ý. Nếu như ngươi từng nói chúng sinh đều là Phật, vậy ngươi liền vào trần thế một lần, đi lĩnh ngộ một chút cái gì là vạn vật chúng sinh Phật. Dứt lời, Như Lai chỉ một ngón tay về phía Kim Thiền nói, Kim Thiền Tử, ta ra lệnh ngươi trùng nhập luân hồi, hóa thành phàm nhân, trải qua thập thể. Trong thập thế này, ngươi phải từ phương Đông xuất phát, từng bước một đến Tây Thiên ta cầu lấy chân kinh. Trong thập thế này, nếu có thể lấy được chân kinh, ta sẽ phong ngươi làm Kim Thiền chúng sinh Phật. Như lấy không đến được thì nên liền đi Cửu U chi địa, độ hóa ngàn vạn Atula. Vâng, đệ tử lấy mệnh. Kim Thiền Tử đứng lên, người hai mắt đối mặt trên bảo tọa của Như Lai, không kiêu ngạo, không tự ti. Đệ tử thỉnh cầu Phật Tổ, hãy thu lại của đệ tử một thân Phật lực để cho đệ tử an tâm thỉnh kinh. Không cần, không cần, Quan Thế Âm ở đâu? Có đệ tử, mang Kim Thiền đến địa phủ, chuyển thế chủng sinh đi. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Mà lúc này bộc lộ trong mắt Kim Thiền lại là chiến ý cao vút, chỉ bất quá hắn đang cúi đầu, không người nào trông thấy mà thôi. Trên đường đi địa phủ, sư huynh, ngươi vì sao phải khổ vậy chứ? Cũng nên có một người đứng ra, Phật chính là ở trong lòng ta, mà không ở trên Đại Hùng Bảo Điện. Sư huynh, hãy cố gắng bảo trọng, chỉ là ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thêm cho ngươi, sẽ không để cho ngươi nhận quá nhiều khổ cực. Thế là Kim Thiền Tử hóa thân phàm nhân, mỗi một thế đều muốn từ Nhất Đông Chi Địa xuất phát, trải qua 9981 nạn, treo non, lội suối đi hướng Tây Thiên. Chỉ có điều 9 kiếp ban đầu đều chết ở trên đường. Đường Tam Tạng không thể không nói người thật là mạng lớn, như vậy mà người cũng không chết, mọi chuyện đều trở lại hiện tại. Ở trên tầng 22 trong thiên, người còn đang cười to lại là Thông Thiên Giáo Chủ. Ánh mắt tất cả chuyển hướng sang hai người Thông Thiên Giáo Chủ cùng Thái Thượng Lão Quân xem xét qua một lượt, sắc mặt đám người lại có nhiều cổ quái. Nguyên lai Thái Thượng Lão Quân đang trong lúc rảnh rỗi ngồi tại đám mây luyện ra đan dược, không hổ là Tam Thanh. Cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma ư, đây là Ngư Ma Vương đang lén lên nói thầm. Đúng rồi, Thánh Tăng, Thông Thiên nói đến tạo nghiệp lực là chuyện gì đã xảy ra, vì sao hắn nói Thánh Tăng gặp chuyện như vậy mà không chết? Đường Tam Tạng quay đầu nhìn sang Tây Lương nữ vương bên cạnh một chút, sau đó vừa nhìn về phía chân trời phương xa. Thập thế thỉnh kinh này, ở đâu là thỉnh kinh, cái này căn bản là một cái bẫy của Như Lai. Năm đó ta từng cầu Phật Tổ thu lại một thân Phật lực của ta, sau đó mới nhập vào luân hồi, thế nhưng ông ta không làm. Trấn Nguyên đại tiên hẳn phải biết, người trong chốn thần tiên là không được tùy tiện hạ giới nhìn thấy phàm nhân, cũng là bởi vì thần tiên đã không thuộc về luân hồi, nếu như tùy tiện tiến vào thế gian thì sẽ bị luân hồi trì lực cưỡng ép tăng thêm nghiệp lực gia thân. Mà Phật môn chúng ta cũng là như vậy, ta cũng là một thế này mới hiểu được, Như Lai để cho ta thập thế thỉnh kinh, rõ ràng chính là muốn cùng thập thế luân hồi, nghiệp lực gia thân, để cho ta vĩnh viễn bị đọa lạc ở Cửu U chi địa. Mỗi một thế ta từ phương Đông xuất phát, không biết đã tiếp xúc với bao nhiêu là phàm nhân, không biết đã quấn vào bao nhiêu nghiệp lực, mà lại mỗi một lần luân hồi thì nghiệp lực quấn thân thể liền sẽ tăng lên gấp bội. Thập thế về sau ta liền trở thành một người phàm bình thường, một khi tử vong linh hồn liền sẽ dừng lại tại Cửu U, không cách nào luân hồi chuyển thế.
Nói cách khác, bất luận ta có thể lấy được chân kinh hay không, thì kết quả cuối cùng của ta đều là hồn phi phách tán. Mặc dù một kiếp cuối cùng này may mắn đến được Tây Thiên, Phật tổ không thể không phong ta làm Phật, thế nhưng lại cũng chỉ là áp chế nghiệp lực đang trực chờ bộc phát. Rốt cuộc phía trước trận, khi Ngộ Không quyết định khởi binh chinh phạt thiên đình, nghiệp lực trên người ta bạo phát. Ta không muốn để cho Ngộ Không lo lắng, cho nên mới nói ta muốn đi đến địa phủ tìm kiếm hồn phách của Tây Lương Nữ Vương A Di Đà Phật.